Có đường để đi ông Hưng? Cháu Quyền xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu với cả em Hưng là đang có mặt tại cái khu suối mà em Hưng hay ra lấy cát ấy. Thì ngày hôm nay thì cái con đường đi vào lấy cát bị sạt lở, cái cây to này bị đổ xuống, nằm ở ngay giữa đường thì không thể đi sang kia lấy cát được ấy. Hiện tại là Hưng đang tìm cái cách để có thể đi xe máy sang kia để đi chở cát. Hiện tại là trên con đường đi vào nhà của Hưng ấy thì là bị sạt lở hết, ô tô không thể chở cát vào được. Cho nên là hôm nay Hưng có bảo là xuống đây để tự lấy xe máy chở 2 bao cát chắt về nhà để lấy về chắt nốt cái phần những cái ô tô bây giờ còn hở ra ở trên mái ấy. Đang đi sang kia để tìm đường xem là liệu có đi lấy về được không. Bên kia thì có cát rất là đẹp, nhưng mà xe máy chở thì người ta cho lấy, còn bây giờ lấy ô tô ra chở thì ở đây là người ta cấm rồi các bác. Bây giờ cây thông này đổ ra mình ra chặt để làm củi hay làm gỗ người ta cho lấy không em? Không anh ơi. Không cho lấy á? Nói anh ạ. À, Hưng gửi lời chào đến các ông các bà đi em. Được, con chào công các bà, chào cô chú ạ. Thuận đi đâu rồi em? Thuận ở nhà trong nhà anh ạ. Đấy, Hưng rất là chịu khó luôn các bác ạ. Mặc dù là được các cô bác, ông bà hỗ trợ gửi tiền về để lấy tiền mua các đồ vật liệu ấy, nhưng mà Hưng là không chịu ở nhà, là lúc nào cũng đi làm cái này cái kia. Đấy, tự làm để cái ví dụ như có tiền ấy thì sẽ cái tiền đấy sẽ để dành và mua cái khác, tiết kiệm. Cái cây đấy không bẻ được đâu á. Vừa nãy quên lấy dao về nhỉ? Quên dao ấy. Bây giờ là gọi là trời nắng thì mới đi lấy được ấy, nếu mà trời mưa sợ sạt không dám ra lấy này. Nhưng mà sạt mỗi chỗ này hay là bên kia, anh sợ bên kia còn sạt nữa. Chỗ này thôi anh ạ. Em lấy đi xuống đây một vòng xong lại. Lấy trên kia để mò đường ấy. À. Lấy sạt lấy một chỗ. Thuận thì ở nhà để chăn dê này, để lấy cỏ con trâu này, rồi là đi lấy rau lợn các thứ. Còn Hưng thì đi làm cái này cái kia để có thể hoàn thiện cái ngôi nhà mơ ước của mình. Hôm nay thì anh trưởng là anh ấy đi hộ người ta cấy, cho nên là hiện tại thì anh ấy là hộ, hôm nay là nghỉ đi giả công. Có đi được không Hưng? Dép à? Đây. Chỗ này nguy hiểm phết đấy, trời mưa đừng có vào đây chở nhá. Đá lăn xuống ấy. Ủa. Không có đường đi rồi các bác. Toàn bụi cỏ thôi. Tí xe có lên được không? Được. Anh sợ không lên được thôi. Hưng rất là chịu khó các bác ạ. Đấy, rất là chịu khó và chăm chỉ. Ôi chù gai. Đi lên đoạn này đúng không? Ồ, ở dưới này có cái bãi cát to đẹp thế. Đẹp thật. Đây mà gần nhà một tí thì mấy cả nó phải là của nhà mình cơ. Giờ nếu mà cứ là của chung này thì ai đến lấy cũng được, mọi người vào lấy tranh nhau ấy. Lấy hết. Mai rồi. Sáu mấy nữa là hết rồi anh ạ. Hưng là lấy cát này đi để chắt lại những cái ô nó còn hở trên cái tấm lợp ở trên mái nhà. Ngày trước mấy anh em chắt là chưa kín hết đấy. Nhưng mà khi mà lấy được cát này về thì cũng sẽ làm được nhiều cái các bác ạ. Ô, đẹp cực kỳ luôn cát đây ạ. Bây giờ thì Hưng cũng cấy hết rồi, ruộng làm hết, ở nhà thì cũng không có việc làm ấy. Thì nói chung là lấy cát này đi làm được nhiều việc, làm nhiều thứ. Nó xả lú ấy. Uh-huh.
lò xả lũ này, cát này. Úi dồi ôi, nhìn cái bãi cát. Thích ơi là thích luôn. Cái này là không được khai thác nhỉ em nhỉ? Được anh ạ. Trước là anh Hiếu làm ở đây à? Đúng rồi. Đấy, ngày trước ở đây có một cái bãi cát đấy, nhưng mà họ làm cái thủy điện ở trên này, sau đó là họ không cho làm nữa. Bây giờ là bãi cát này họ không cho khai thác nữa. Lấy xe máy vào, người vác thì được. Ôi trời ơi anh ơi, đây này, cá đây này, hôm xả lũ cá lên mắc đây này. À, phí nhỉ? Phí quá. Đấy, mắc nhiều đây nữa. Hôm xả lũ cá mắc chết ở trên này nhiều đây này. Đây này. Đấy mà cái đợt đấy mà về đây nhặt chắc được nhiều lắm ấy. Ôi trời ơi. Thối nhỉ? Thối, hết nhiều. Cái đợt hôm trước xả lũ ấy thế, người ta bảo lúc cái lúc nước rút đi vào đây nhạt còn được toàn cá chấm chấm cỏ anh. À. Chấm cỏ cũng nhiều cơ mà. À. Rồi ông Thanh ở trên này ông bảo nhạt được nhiều lắm. À. Nếu anh ở trên này. Ấy. Nước to xong là nước rút về là cá nó cứ ở trên này đúng không? Đúng rồi. Cái này như anh em mình thấy là nó bị tèo ở đây. Ừ. Này cá trôi lên trên này rất là nhiều. Ui. Thối quá. Mở cái hố này ra khéo còn mắc ở cái hố này. Biết đâu ở đây có một con cá to thì sao nhỉ? Tí nữa mình lại bắt nó về. Không khó được, không thấy nó đụng tí nào. Đi xuống xem. Có nó đụng. Cái này từ hôm mưa là không ai vào đây đâu mà anh. À. Có anh em mình mò vào đây trước không? Đường này sạt đấy nên là mọi người cũng không vào. Ô, bãi cát rộng mênh mông luôn. Đẹp. Úi trời ơi. Bây giờ lấy ở chỗ nó khô khô em ạ. Đúng rồi. Nhưng mà cát này nó không phải cát chát đâu. Cát này cát xây mà. Có một cái bãi ở đâu đây là cát chát. Trước đây lấy ở đây là cát chát. Này cát xây được ơi. Trông đẹp thế nhỉ. Nhịn quá đấy. Được cái cá mắc cạn. Đây đằng này. Đằng này ờ, đây nó mịn hơn. Đây trương nước lũ lên tận đây này. Đấy kéo cá mắc trên này nhiều. Đằng này thì nó là cái đường mà nó không đẩy được ấy. Cắt nó vô đằng kia xong nó lại chảy ngược về đây thì nó thành cái cát mịn. Đi lấy đi xong về đi. Lấy xong về thôi. Hai bao đầy thôi. Thì vác đường này luôn em ạ. Đây cái này được không? Đây đây. Đúng. Nặng lắm mà. Cát chát này nặng hơn cát xây. Không, cái tính là cát chát nó nhẹ hơn nhưng mà cái bây giờ mấy hôm nay chắc mưa là nó nặng hơn anh ạ. Ờ em lấy cái khô khô ấy để nó nhẹ. Đấy. Đấy ở trên này. Dưới nó có nước nó nặng. Xe chở được hai bao không? Hai bao đầy. Ủa nặng lắm. Nặng. Nếu nặng thì không đầy mấy ông. Nặng thì chỉ nó đi. Mấy chú sạp trên kia. Cát thì đẹp rồi nhưng mà đường hỏng hết. Trước thì đường đẹp lại không có cát. Sợ em không vác được thôi, to quá. Đấy vừa vừa thôi. Ui chắc được rồi em ạ. Tí không vác được ấy. Làm một bao ở đằng sau cho nó to hơn nữa. Rồi rồi rồi. Cái lưng ấy bây giờ gù hết rồi. Đang nặng quá ấy. Ui ôi nặng. Sao mà nhấc đường được. Ui nặng lắm em không vác được đâu. Thử xem. Thử xem nếu không vác được thì phải cho nó xuống bớt đi. Ôi. Nặng lắm. Để anh bê hộ em. Ủa bây giờ em cho nó đủ một chuyến. Được. Bây giờ em xong rồi em lên vai thôi đi. Hoặc là cái tí cái đằng trước kia thì mình lại ít hơn tí. Đằng nào cũng mất công cũng đây.
Đây mà cho khai thác thì đúng không? Hưng xuống đây làm mà thầu ấy cắt luôn nhỉ? Đây là thầu cho khai thác. Chắc xin được giấy khai thác thì chắc họ làm lâu rồi. Đây nước lũ rất to. Xuống đây lấy cát đừng có đi tắm nha Hưng nhá. Vâng. Nhìn nó như này nó xiết lắm ấy. Nước này to lắm. Giờ để bơi sang kia thì xả ở đây thì chắc nhà đấy chỗ có cây kia mới nhà được. Anh cầm em cái điện thoại em rồi, điện thoại. Làm phát lên vai à? Em đi xem đường xem cái lối nó lên dưới vàng chứ. Trên đấy sợ không đi được thôi. Ui, nếu không đi được đường kia được. Cát này tốt thật. Chắc đi đường kia được em ạ. Nhờ. Tí anh đẩy lên được. Đẩy xe lên đi. Đè vào cái mic. Ta nữa. 1 2 3. Đè. Ui dồi ôi sao nó lớn xấu thế. Thế là để đấy hai người khiêng. Hai người khiêng nó còn nặng hơn đấy nhỉ. Hai người khiêng còn nặng hơn á. Ồ, Hưng khỏe thật đấy. Bằng bao cát này chắc phải trên 60 cân các bác ạ. Nhưng mà nếu mà không có ai bê hộ chắc không vác được đâu nhỉ. Bây giờ lấy thêm một bao nhỏ nữa và sẽ về. Gần thế à? Chứ ngồi được không? Kì khiếm là sâu rồi. Đường nhà Hưng bây giờ ô tô không thể đi được rồi nhỉ? Không đi được anh ạ. Nó buộc chặt vào em. Chắc mấy hôm nữa rồi. Nào, sửa đường thì đi được không? À. Xe hàng này anh cầm đi cũng được mà. Đấy, chắc hai bao đây chắc là đủ đấy. Này trên 100 cân rồi ấy nhỉ? Trăm trăm mấy? 150 cân gì đấy. Ừ. Cả em này này. Đấy. Chở quen mới đi được ấy. Gãy hết cả lan hoa đấy. Để lấy xe nhà của bác đi chở, thông minh thật. Lấy xe mình thì cho bác mượn. Cái này nó khỏe mộng hơn. Cái công suất của nó. Đi. Này khỏe đấy.
Đấy, đường vào nhà Hưng bị sạt ở đoạn này này, nên là ô tô không thể vào đây được các bác ạ. Đây hòn đá to này không thể cậy ra được. Thưa các anh chị, là hiện tại thì cháu là cùng với Hưng là lấy vật liệu về đến nhà rồi các bác ạ. Đây là ngôi nhà của hai anh em, thì hiện tại là ở những cái lỗ to to kìa các bác, đang hở ấy, thì là Hưng bảo lấy cát này về để bịt vào cái chỗ đang hở ở kia. Đấy, hiện tại ngôi nhà của hai anh em thì đã gần hoàn thiện rồi. Đấy, theo như cô Lê Minh Hiếu ở bên Mỹ tài trợ cho nhà hai anh em Hưng Thuận ấy, thì là cô có bảo là cứ từ từ đấy, làm từng hạng mục đã. Bây giờ phải làm từ trong ra ngoài. Mình làm xong ở bên trong rồi thì sẽ tính đến là làm bên ngoài này. Đấy, thì hiện tại là cháu đang cho anh em thợ là thi công ở bên trong ngôi nhà các bác nha. Đang làm điện rồi là sửa lại một số hạng mục. Đấy, để theo ý của cô bác Mạnh Thường Quân. Đấy, sau này thì có tiền mình sẽ kè ở cái chỗ này, láng lại sân, đổ bê tông vào. Đấy, kè nó sẽ rất là đẹp và nó sẽ rộng cái sân của mình ra. Đấy, bây giờ thì nó cứ sạt dần ấy, nó nhìn nó xấu, nó không được đẹp, nó không được vuông vắn. Đấy, ở trên này là bắt đầu là sạt dần rồi này các bác này. Đấy, tại vì mình chưa đổ bê tông vào ấy, nước nó chảy từ trên này xuống. Đấy, sau đó là nó sạt dần nó xuống. Đấy, nước nó chảy xuống như kia, chảy xuống dưới đường kia kìa. Xin mời cô bác cùng với cháu đi vào bên trong ngôi nhà em Thuận, Hưng Thuận các bác nhé. Hiện tại thì cháu đã cho anh trưởng là lắp điện ở đây này. Hưng ơi, bật cái bóng điện ở ngoài cho anh xem nào. Đấy, sáng rồi đúng không? Đấy, bóng điện ở ngoài đã sáng rồi các bác nhé. À, Thuận đây rồi. À, thế hôm nay Thuận đi đâu làm gì? Ở nhà mới. Ở nhà mới à? À, hôm nay có quà nhá. Có một phần quà của ai nhỉ? Thuận đoán thế nào? Dì Hiếu Lê đúng không? Ừ. Chắc chưa? Chưa biết à? Kê cười xem, cười một cái xem nào. Bây giờ không xinh gái như ngày trước rồi nhỉ? Vừa mới gội đầu đúng không? Đấy, hôm nay hình như là nhà cũng sắp hết dầu gội sao ấy. Thế gội đầu lấy xà phòng gội hay lấy dầu gội gội? À, rồi mai lúc nào hết anh mua cái lọ dầu gội. Lúc em xuống mua đồ ấy. À. Vừa mới mua lên anh ạ, à. Anh lấy tiền để cho anh ấy. À. Ôi, đừng cạo nó ồn em. Mua gì? Mua dầu gội với cả xà phòng ấy. À, hôm qua là Hưng có xuống nhà cháu ấy, lấy tiền là lấy bao nhiêu em nhỉ? Lấy 500 anh ạ. À, hôm qua là Hưng ứng 500.000 để mua cái gì em? Em mua được hai cái bóng điện về, trước mua bị thiếu bóng điện đấy. À. Bóng điện với cả con mấy con vít nở. À. Vít nở với cả xong lại mua cái chổi để lăn sơn đấy, để em lăn chống thấm ở ngoài. Đấy, Thuận vào đây anh hỏi nào, bây giờ cảm xúc của Thuận thế nào khi mà có một cái ngôi nhà như này? À, bây giờ Thuận có dám khẳng định là trong thôn này là nhà của Thuận đẹp nhất không? Có. Nhà của Thuận có phải là nhà đẹp nhất không? Có. À, thế là Thuận phải cảm ơn đến ai nhỉ? Đến ai nữa? Ừ, thế bây giờ Thuận đây, Thuận quay vào đây xong là Thuận cảm ơn đến các bà nào. Đấy, đây là phòng ngủ của mình nhá, ngày trước anh sửa lại nhưng bây giờ mấy nữa là phải lấy hết đồ này ra. Đấy, Thuận quay ra đây nào. Con cảm ơn các bà đã gửi tiền về để làm nhà cho con rất vui khi có nhà mới. Con cảm ơn các bà rất là nhiều ạ. Rồi, bây giờ hứa với các bà là như nào? Con hứa với các bà con sẽ nghe lời anh trai và đi học ạ. Đi học năm nay phải được giấy khen nhá. Chưa phải quét đâu. Nhà này chưa phải quét đâu. Chưa phải dọn dẹp gì cả. Tại vì mấy nữa nó lại bẩn. Bây giờ làm xong hết đã nhá. Bây giờ là cháu sẽ cho một chú ở trong thôn về để đóng cái trần ở trên này này các bác. Đấy, đóng cái trần phòng ngủ vào. Bây giờ còn thừa mấy cái tấm ván gỗ ngày trước tháo ở dưới kia ra thì sẽ đóng vào cái trần phòng ngủ. Đấy, cho một chú thợ mộc vào đây. Đấy, hiện tại thì về cái đường điện báo cáo với toàn thể các bác là cháu đã làm xong rồi các bác nhé. Đấy, đường điện là đã như thợ làm rồi. Đây là cho Hưng với anh trưởng làm. Đấy, cái đường điện đây.
Thuần bật cái bóng điện cho anh xem nào. Đúng rồi, ui rồi sáng thế nhỉ. Có thích không? Đây là phòng của mình ấy đúng không? Thuận là chọn phòng này rồi đúng không? Mấy đứa là bác Hiếu Lê là còn trang trí cái phòng của mình đây nữa. Cho đẹp nữa cơ. Đây cháu quay toàn thể căn phòng cho bác Hiếu Lê xem, để xem là bác có trang trí như nào, thì có muốn sửa như nào thì nhắn với cháu bác nhá. Để cháu sửa luôn. Rồi đi ra ngoài đi. Thuận mở cửa nào. Để cho anh xem nào. Xem ở bên ngoài. Ôi. Đấy, hai anh em là đang quét ngôi nhà của mình. Đấy, anh bảo nhà chưa phải quét đâu, bây giờ là mấy đứa mình sơn ấy, nó còn dính nhiều lắm. Đấy. Cái điện đóm thì lắp xong rồi các bác nhá. Đây là một phòng ngủ, là mỗi một phòng ngủ sẽ có một cái ổ cắm, một cái công tắc khác nhau. Đây là công tắc tổng của phòng. Đấy, đây là bóng điện của phòng khách này. Đây, phòng khách là có hai cái bóng điện. Đây là bóng điện của một phòng này, của phòng khách này, một cái này. Đấy, công tắc tắt đây. Đấy. Thuận sẽ cho anh xem là công tắc của phòng anh Hưng đây. Đấy. Đây là công tắc bóng điện của phòng anh Hưng này, ổ cắm ngay đầu giường này. Đấy, Thuận bật điện lên cho anh xem nào. Đúng rồi, tắt đi. Rồi. Đấy, đây là phòng ngủ của Hưng các bác nhá. Đấy, tủ đây, tủ quần áo đây. Đấy, bây giờ là có một cái công tắc ổ cắm ở đây nữa. TV mấy nữa phải tháo ra để sơn, để mài sơn này. Đấy, đây là bóng điện hai phòng, một phòng khách là sẽ có hai cái bóng điện các bác nhá, một bên này và một bên này, một cái ở ngoài hiên nữa. Và ba phòng ngủ này thì sẽ mỗi phòng là một cái bóng điện khác nhau. Đấy, đi ra nhà bếp hả Hưng? Từ từ anh quét bụi qua em ạ. Nhà bếp còn cửa bụi lắm anh ạ, em chưa cho. Đấy, đây là nhà bếp hiện tại là anh trưởng anh đã đục cái gạch hoa này ra rồi. Đấy, bây giờ theo ý kiến của bác Hiếu Lê nhá, thì tháo cái chậu rửa bát kia ra. Đấy, lắp vào đúng cái chính giữa ở trong cái cửa sổ này. Để ví dụ như em vừa rửa bát, em vừa nhìn ra ngoài ấy, view nó đẹp, đúng không? Ý của bác là như thế. Thì sẽ tháo ra để đây, xong đó lấy cái tủ đựng bát để ở chỗ kia. Đấy. Em lắp cái bóng điện ở trong nhà vệ sinh chưa? Có rồi ạ, nhưng mà trước thiếu một cái đuôi. À. Hôm nay xuống lại. Thiếu một cái đuôi à? Mua cái đuôi treo ấy. À. Thôi, đuôi treo này không được đâu. Dạ. Bao giờ đi xuống huyện thì mua cái đuôi ấy. Đấy, mua cái đuôi như kiểu ngoài kia ấy, lắp vào. Vâng. Chứ đuôi treo này bây giờ nó lơ lửng như này. Sau này theo năm tháng thời gian nó dây điện nó xuống cấp ấy, nó đứt ấy. Đấy, đây là không gian của nhà vệ sinh các bác nhé. Đấy, em đóng cửa vào đây, anh xem nào. Đấy, cái này gọi là cái bồn cầu. Đấy, không phải cái bẹt. Ngày trước là khi mà cháu đi mua vật liệu cháu không biết là gọi như nào, nhưng mà thấy cái chị bán hàng chị bảo là cái bẹt nhà vệ sinh. Đấy, nhưng mà khi mà đăng video lên thì các bác lại bảo là cái này không phải là cái bẹt, cái này là cái bồn. Đấy, cái bồn vệ sinh. Thì cái này thì ngày trước anh trưởng anh ấy bảo là dán keo vào. Đấy, nhưng mà không phải dán keo em nhá. Cái này là các bác có bình luận và góp ý với anh đấy, là cái này là dùng xi măng trắng. Biết à? Dùng xi măng trắng để bây giờ mình sẽ ốp gạch vào dưới chân này hết đúng không? Xong mình sẽ lấy xi măng trắng để ở dưới, xong bắt đầu đặt cái bồn cầu này lên. Đấy, sau đó là cứ thế thôi, là dùng thôi. Đấy. Còn theo ý kiến của bác Hiếu Lê ấy, thì bác có bảo với anh là như này. Đấy, cái gạch ở trong nhà vệ sinh của em này nó hơi tối hay sao ấy. Đấy, bác Hiếu Lê bác ấy bảo thế. Bảo là cái màu này hơi tối thì bác ấy không thích cái màu này. Đấy, bác bảo là bây giờ mua thêm gạch để ốp lên trên này, không cần phải đục cái này ra, ốp hẳn lên trên luôn. Đấy, ốp hẳn lên trên. Nếu mà ốp một lần nữa ấy, thì mình phải làm bên kia nó thấp hơn để nước nó vào bên kia. Anh thấy bên này với bên kia bằng nhau.
nên là nước nó sẽ không chảy vào cái ô thoát nước kia. Bây giờ mình phải để bên kia nó thấp hơn nếu mà mình ốp lại. Đấy, ốp hẳn lên trên này, không cần phải đục ra. Đấy, thì cháu sẽ gửi ảnh cho bác xem là bác thích cái gạch nào thì sẽ ốp lên trên này. Đó. Rồi, đi ra ngoài đi em. Anh trưởng hôm nay là đi giả công người ta cấy đúng không? Nên là lại nghỉ một ngày, tại vì là nợ công ấy. Đi, đi đi ra ngoài đi. Ui quá. Này để làm xong ăn quen một thể em ạ. Đây đây là cái ván gỗ ấy, để đóng trần của nhà phòng ngủ của nhà Hưng. Đấy, đi đi vào trong này để anh trao quà cho nào. Thôi 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 đừng quét thuận đây. Dừng 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 dừng. Tí quét xong. Đấy, thích quét nhà đúng không? Mấy nữa là khi mà hoàn thiện hết là phải sạch sẽ nhá. Thích quét nhà mấy nữa anh mà về đây mà thấy nhà cửa bẩn là không được đâu. Bây giờ mới thích quét mấy nữa là cho quét cả ngày cả đêm luôn. Đấy bây giờ anh là bảo nhá, bây giờ là sẽ hoàn thiện ở trong này đường điện các thứ là như này là cũng ok rồi, mấy nữa sơn vào nó sẽ đè hết lên những cái dây điện này để nó thành một màu các bác ạ. Đấy thì bây giờ nhá, bây giờ để sơn ấy thì là mình sẽ lấy anh sẽ mua cái đá mài về để mài hết hết tất cả ở trong này cho nó mịn hết nhá. Thì sơn vào nó mới đẹp. Đấy, sau đó là anh sẽ mua một cái anh sẽ mua gói bả về cho em bả trước. Sau đó lót. Đấy, lót sau đó bắt đầu sơn màu vào. Hai lớp màu chắc là cũng ăn rồi. Đấy thì thuận vào đây, anh bảo. Thế hôm nay là ngày trước anh có nhận được phần quà của dì Hiếu Lê ở bên Mỹ đúng không? Có bảo là cho Thuận là 500.000 để cho vào con lợn đúng không? Đấy nhưng mà ngày trước anh quay con lợn lên ấy. Đấy quay thế chỗ để con lợn rồi. Đấy nhưng mà các bác cũng có ý ở trên video rất là nhiều bảo là anh quay thấy cái chỗ để con lợn rồi thì sợ mọi người kể xấu người ta xem thấy video ấy thì vào lấy con lợn. Em đã hôm nọ anh gọi điện luôn ấy. Cái hôm mà anh đăng video lên thấy bình luận của các bác anh gọi điện cho em luôn để em đổi chỗ cất con lợn. Em cất chưa? Thì cất ở đâu? Em để ở cái chỗ khác rồi. Bây giờ không được bảo là để ở chỗ nào đấy nhá. Anh hỏi bảo là xem em có trả lời là để ở chỗ nào hay không. Không là đúng ấy. Các bác có ý rất là đúng. Tại vì là ngôi nhà của em bây giờ cửa không có. Đấy, bây giờ mà em với Thuận xuống đây cái đúng không? Người ta xuống phá cửa ra xong vào lấy có phải ít tiền đâu, chỗ đây chắc phải hơn triệu đấy. Vâng. Nhiều lắm. Đấy. Đấy. Để nhà cửa như thế là không an toàn đâu. Còn lấy lại. Hưng còn lấy nhíp ra nhổ mấy trăm ấy Thuận nhỉ? Nhổ lấy 200 rồi, 200. Thế Thuận có cho lấy không? Có. Lấy để đi mua đồ và phục vụ cho anh em ấy. Hôm nay Thuận có cái váy xinh đấy nhỉ? Ai mua cho đấy hả Thuận? Đấy thì tuần trước đấy Thuận nhé. Kết chào bạn. Đây nhá, đây là phần quà của đây. Thuận vào đây. Phần quà của dì Hiếu Lê nhá. À, dì Hiếu Lê ở bên Mỹ là gửi đến cho anh là 12 triệu, cho anh là 1.500.000 và cho Thuận là 500.000 để nhét vào con lợn. Đấy, cho Hưng là 10 triệu để vào hoàn thiện ngôi nhà. Đấy, bây giờ hai anh em gửi lời cảm ơn đến ai nhỉ? Gia đình gặp nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Con cũng được cảm ơn dì, bởi vì Thuận gọi dì thì con gọi là dì để cảm ơn dì và cảm ơn dì rất là nhiều và chúc dì có rất nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn. Con cũng mong muốn rằng là sau này tân gia ấy thì dì sẽ về Việt Nam và lên trên này tân gia với anh em chúng con ạ. Dì khả năng là năm nay thì khả năng Tết dì mới về. Vâng. Tết dì về ấy là dì bảo mua cái lắc tay vàng cho Thuận rồi. Và dì sẽ lên tận đây để đeo và sẽ lên đây để trồng cây xung quanh nhà cho Thuận hai anh em. Và muốn nhận bé Thuận làm con nuôi, Thuận có muốn nhận dì làm mẹ nuôi không? Có. Thế có muốn sang bên Mỹ để ở với dì không? Không. Không á, sao lại không? Nhớ anh trai à? Không muốn đi xa anh trai à? Thế mới trả lời không đúng không? Cháu cũng thay mặt cho hai anh em Hưng Thuận xin gửi lời cảm ơn đến bác Hiếu Lê ở bên Mỹ rất là nhiều ạ. Cháu chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an ạ.
Cảm ơn phần quà hết sức là to lớn của bác, không chỉ đến với hoàn cảnh hai anh em Hưng Thuận mà còn có cả phần quà gửi đến cho vợ chồng cháu. Cảm ơn bác rất là nhiều. Cháu cũng rất là mong ngóng và chờ những cái ngày mà bác về Việt Nam để cháu sẽ xuống Hà Nội để đón bác lên trên nhà hai anh em Hưng Thuận chơi một chuyến bác nhá. Ngoài bác ra thì cháu cũng rất là mong là nếu như các bác ở dưới xuôi mà có thời gian, có dịp lên trên này thì mời các bác lên với hai anh em Hưng Thuận chơi một chuyến. Còn hôm nay thì thước phim của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi các bác. Chắc có lẽ là cho cháu dừng ghi hình ở đây để cháu di chuyển đi về, cho hai anh em Hưng Thuận hoàn thiện nốt cái còn lại, dọn dẹp ở đây. Đấy, bây giờ anh bảo nhá, Thuận định đi lấy cái rẻ đi giặt để về lau cái bộ bàn ghế, chưa phải lau đâu. Mấy đứa ở đây ấy, khi mà mình làm đến đâu anh mua đá mài về cho, mài đến đâu ấy, những cái tivi kia tháo ra cất vào hộp, mang để chỗ khác không nó bụi. Đấy, sau đó là những cái đồ như kia thì mấy đứa lấy bạt về chùm lại, đấy, mài mịn hết, sau đó là mình sơn nó mới đẹp nhá. Hưng là ngày trước đi làm sơn thì chắc biết sơn rồi đúng không? Đấy, sơn nhà này nó đơn giản thôi. Đấy, cái phào chỉ ở ngoài thì mình sẽ kẻ màu khác vào. Vâng, cái chỉ ở ngoài em nếu mà như mình cho màu như kiểu màu trong nhà thì màu trắng sứ hết vào thì mình phối tí màu cà phê vào nó. Đúng rồi, cho màu cà phê vào như nhà Hưng ấy, nó nổi đẹp lắm. Vâng. Còn thước phim của cháu hôm nay đến đây cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cho cháu kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Hiển TV. Xin chào các bác. Chào các bà, chào cô, chú ạ.